cái vào cái My Service. Ok. Sau đó thì ở trong mục này không được nhấn vào cái tên miền này, mà anh nhấn vào cái khoảng trắng của cái tên miền này. Rồi ok. Sau đó vào trong đây thì anh sẽ chọn cái từ cái tên miền, từ namecheap về cái thằng H.hot này, thì ở cái name server này. Name server anh sẽ copy cái name server đi sang cái thằng namecheap. Namecheap này thì anh sẽ vào cái mục manager và kéo xuống bên dưới. Kéo xuống bên dưới thì nó sẽ có cái mục custom DNS. Đó anh sẽ dán cái name server này vào. Thế thì cái name server này nó là cái gì? Tùy vào mỗi cái hosting sau này khi anh làm việc, hay anh làm tiếp thị hay anh kết nối cho ai đấy ấy, thì mỗi cái nhà cung cấp nó sẽ có các name server khác nhau. Có những cái nhà cung cấp nó có 4, có những nhà cung cấp nó có 2, như cái của thằng Hot này nó có 2. Ok chưa? Rồi, ok. Đấy, name server nó yêu cầu chọn bao nhiêu thì mình sẽ chọn bấy nhiêu này. Đây có 2. Xong mình nhấn vào cái dấu tích màu xanh này. Mình đợi một cái khoảng thời gian, thường thường ấy nó bảo là 48 giờ nhưng mà không mất 48 giờ đâu, chỉ có mất khoảng tầm 5 đến 10 phút. Đấy, anh em mình sẽ phải ngồi đợi. Mình nhấn vào đây mình sẽ biết ngay. Anh nhấn vào cái thương hiệu của anh vào. Chưa được đâu. Hai cái thằng con cái là nó đấy. Đấy thấy không ạ? Đấy nó đến luôn đấy ạ. À đấy. Như thế thì được không? Bình thường chính xác. Vì bình thường nghe nó là sẽ là tên của thằng Nemchip. Ừ. Còn gõ như thế là mình, tức là mình đã trỏ được xong cái tên miền của mình. Ok chưa? Đi đi vào đây là đã xong, hoàn thành tất cả cái vấn đề chọn tên miền và các thứ rồi. Thì bây giờ mình sau này khi mà anh muốn add thêm một cái domain khác ấy, thì anh sẽ add domain ở đây và anh thực hiện, và anh tức là anh tạo ra một cái tài khoản khác, chỉ cần mua cái tên miền thôi ấy. Anh sẽ chọn vào đây. Rồi, Thì cái anh hỏi là cái hot này là mình sẽ chọn được nhiều tên miền không? chính xác phải là anh sử dụng đó. Nó có Sử một dụng cái ưu thì điểm nó tốt như vậy, bởi vì là nếu như anh sử dụng ở trên cái thằng AZTG kia ấy, thì có khi anh sử dụng được một web thôi. Nhưng mà sử dụng ở nước ngoài này ấy, mình biết tối ưu và mình biết cách để làm sao mình tối ưu web của mình, và mình mỗi qua trang web mình chia sẻ một chuyên mục ấy. Thì với lại cái nền tảng này là mình đã dùng được khoảng cơ từ 5 đến 10 web, 10 web thoải mái rồi. Thì cái tên miền là mình mua các tên khác nhau nhưng mình trỏ về cùng một họ Chính đúng xác, đúng rồi, mình chọn một hot, anh hiểu không? không? Đấy, thì đấy là lý do vì sao nước ngoài nó vừa ngon bổ rẻ, ngon chất lượng đấy. Nó chỉ khác nhau với Việt Nam đó là bên kia thì anh nói chuyện được với người Việt, còn bên đây anh phải nói chuyện với lại người Tây. Ok chưa? Ok. Đấy, tất cả mọi thao tác nó dễ dàng, nó rất là rẻ thôi. Cho nên là trên mạng nó có một cái là vì sao khi đi anh đi đăng ký thiết kế web và các thứ ấy, mà người ra chỉ lấy công thiết kế 5 triệu, 10 triệu hoặc 20 triệu hoặc 50 triệu ấy, nhưng mà kèm theo cái dịch vụ của nàng là miễn phí hosting, miễn phí tên miền đúng không? Anh nghe hấp dẫn quá, ôi rồi đơn vị này quá là tuyệt vời, đăng ký vào cái web nó chạy chậm như bò. Thì anh thấy một cái điều rằng là nhiều công ty người ta làm như thế, người ta tách vào thì nó mới có cái miễn phí đấy. Sau bắt đầu là sau này khi anh chạy nó ì ạch, nó không tốt, nó không được hiệu quả, anh bảo như sao cái hot của tôi nó xịn vậy, thì anh thì người ta lại nói bằng anh muốn làm thế anh phải nâng cấp nó lên, một năm anh phải mất bằng ngày tiền, anh hiểu đấy không? Sau cuối cùng là tự động nên là mất tiền thôi. Đó, Việt Nam mình là hay làm ăn cho người đó. Rồi anh rồi. Ngày trước anh có cái web villamico.com, anh bán hàng nó cũng bắt anh nâng cấp, anh làm cái web anh được 4 năm, nâng cấp 2 lần. Nâng cấp tới bời luôn.